Rồi, hello anh em ha. Mỗi ngày mình đang quay cho anh em một cái video clip về những cái địa điểm mà hoang sơ độc đáo ở An Giang anh ạ. Đó, đây là một cái chỗ mà mình mới tìm ra nè. Ở chỗ này gọi là chỗ địa bàn của tỉnh biên anh em, khu vực Nhật Bản. Đó. View rất là đẹp anh em. Đây. Ở chỗ này gần như là cái chỗ cao nhất ở trên cái khu này rồi nha. Đó, mình có thể bao quát hết luôn. Rồi cái háp này mình không biết mình dẫn hay của ai mà. Đây, trên này là bao một cái háp cao và có bàn ghế luôn. Tại vì cái màn này là nó là vải bình thường, còn nếu mà của quân đội của hấp canh đó là thường là người ta xài cái màn gần ghi ok chưa. Đó, đây nè, đây có cầu thang xuống rồi nè, view nè, đá là đá trắng luôn nha. Đây, anh em nào có dịp mà tới An Giang thì cứ inbox cho em sẽ chỉ cho địa điểm này đi nha. Đó, anh em ngoài ra thì em có thấy là nó có mấy cái khu vực bàn đồ này kia nè, tuyệt vời luôn. Mấy cái chỗ này mà bắt cái ghế lên là ngồi là view là hết nước chấm nghe nè. Đó, anh em thấy cái view của nó nè, có màn che lại luôn. Quá trời đã luôn. Đây, mấy góc này mình chặt cho nên. Thứ gì chịu nổi, đi biết bao nhiêu rồi, chỗ rồi, nhưng mà chỗ này nhìn là VIP nhất nha nè. Rất là độc đáo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bước xuống nè. Bước xuống cầu thang. Này là cái tầng cao nhất nha. Ở dưới này nó có một tầng nữa nè, mình không thấy khóa gì hết. Ở dưới này là một tầng nữa nè, không thấy rộng không? Nó view cái kiểu này, cái này nó xây giống như là cái phòng khách sạn vậy nè. Xong rồi mình thấy có cửa sổ này kia nè. Ở dưới này là tầng hầm luôn nha, cái này vỡ ra là ở dưới tầng hầm á. Còn mình ở trên nãy nè, đó. Mình mở cửa này ha. Còn chỗ của mình lên là chỗ nãy là đây nè. Rồi. Sẽ bước xuống này. Đây, ở đây nó có cái chốt khóa rồi nghe nè, khóa cửa này. À, đây người ta có cái ổ khóa luôn nè nghe nè, thì mình đã khóa lại rồi. Đó, mình sẽ gài lại cho ta luôn. Còn nãy là nó mở nha, nó mở nên là mình chui vô luôn. Đây, đây mình quay lại cho nó có. Cái hấp canh của quân đội gì đó mà sao không thấy ai kìa. Nhưng mà bốn cái bức chách này là nó dừng kính lại nghe anh em. Muốn mà vô cái tầng hầm dưới này đó là anh em lên cái lầu 1 á, rồi nó có cái miếng xanh xanh nãy đó là mình thấy nó thông xuống dưới. Còn ở phía trên này nữa là cái tầng hầm nhất nha. Đó, rồi xung quanh đây mình không thấy ai hết trơn. Ở đây gió rất là mạnh là người ta xài cái dây dây chằng ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống xe. Đó, An Giang còn nhiều chỗ quang sơ lắm nghe anh em. Còn đây là cái điện Chư Hằng. Đây điện Chư Hằng. Đây là đường xuống ha. Nói chung là cái núi này nó còn nhiều chỗ quang sơ mà đi tới nhiều lắm. Ít người lắm, vắng người. Quá đã luôn. Xe mình đậu dưới, mình thấy mình chạy ngang mình thấy cái chỗ này nó cao nhất, nên là mình đi lên thử ghiền luôn. Ở trên đó cũng gần cả tiếng luôn.
xe này đường là đường xi măng hết, nhưng mà đường này đường xe máy thôi. Đó, lên đây lên núi này không có xe hơi đâu. Ở đây có toilet luôn nha. Ở đây có một cái bồn chứa nước nè. Đây cái đường dốc xuống nè. Đây, xe mình đậu nè. Lấy nước em uống cái đi. Toilet nè. Đó, toilet nè. Đây nè. Đường xe dưới đây. Cái hát là nó nằm ở đó đó. Cái này mình thấy nó cũng mới đó, chắc là mới xây á. Gạch đồ này kia còn nguyên luôn. Thu này nó đang còn mới xây nè, nó đường lên nè nè. Đường xuống nè, quá view luôn. Rồi, anh em nào mà có lẽ anh Giang muốn đi lại cái chỗ này thì cứ inbox mình sẽ chỉ cho anh em cái tọa độ ha.